Đây chính là nguyên nhân làm hỏng rất nhiều tấm ảnh của các bạn. Đây là một chiếc kính lọc UV rẻ tiền và rất nhiều bạn chọn mua một chiếc kính lọc như này để lắp lên một chiếc lens đắt tiền của các bạn mua. Lý do mà mình thường nhận được ấy, đó chính là chúng ta sẽ dùng cái kính lọc EV nhằm UV. Chúng ta sẽ dùng cái kính lọc UV này để bảo vệ cho cái lens chúng ta không bị xước. Tuy nhiên, tại sao các bạn lại mua một chiếc lens đắt tiền, một chiếc ống kính chúng ta nâng niu xong rồi đặt lên một cái kính lọc rẻ tiền như thế này? Nó giống như là mắt bình thường nhìn rất là đẹp nhưng mà đeo cái kính vào kiểu bị xước xong bị mờ ấy anh em. Vậy nếu không mua cái này thì chúng ta bảo vệ ống kính của chúng ta kiểu gì? Thì câu trả lời cho các bạn ấy là đây này. Đây chính là cái hút của ống kính. Và cái việc bảo vệ cho cái ống kính ấy, mình nghĩ là các bạn lắp lên như này là ok rồi. Tấm ảnh của các bạn chắc chắn sẽ trong hơn, đẹp hơn. Trừ khi các bạn có tiền mua mấy cái kiểu filter UV BW, xong rồi T sao, xong rồi mấy cái là kiểu vài triệu ấy. Còn không thì thôi, đừng anh em nhá, tránh sang những kính lọc UV rẻ tiền này và lắp cái hút lên. Thế là xong. Vậy nên